chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta khi chúng ta kết nối với bản ngã cao hơn của mình đồng nghĩa với việc chúng ta kết nối với trí tuệ vô hạn bên trong của chúng ta chúng ta sẽ thu hút rất nhiều may mắn và thành công trên con đường vật chất và tâm linh của mình bản ngã cao hơn là một phần của bạn kết nối bạn trực tiếp với các cõi tâm linh nó vĩnh cửu khôn ngoan vô hạn và vượt qua ý thức hàng ngày của chúng ta nó liên lạc với thần thánh bởi vì nó là một phần của nó mỗi chúng ta đều được kết nối với thần thánh cái tôi cao hơn trong chúng ta vượt xa sự hiểu biết của tâm trí có ý thức của chúng ta đây là sức mạnh mà tất cả các thiên tài vĩ đại lịch sử đã tiếp cận đó cũng là nơi của phép màu và điều kỳ diệu trong cuộc sống của chúng ta sau đây là các bước để liên hệ với bản ngã cao hơn của chúng ta bước đầu tiên là tin rằng bạn có bản ngã cao hơn để thiết lập giao tiếp sau đó hãy mong đợi mỗi ngày rằng giao tiếp này sẽ được cải thiện khi bạn chuyên tâm tập trung vào sự phát triển bên trong nếu không có hai điều kiện tiên quyết cần thiết này thật khó để đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống ngay cả trên bình diện vật chất đối với sự phát triển bên trong hai phẩm chất này rất cần thiết vì vậy hãy đặt mục tiêu để đạt được liên hệ với bản thân cao hơn xem xét lại mục tiêu đó hàng ngày và duy trì mục đích của bạn với quyết tâm cho đến khi thành công là của bạn thứ hai chúng ta được nuôi dưỡng với một thế giới quan duy vật chủ yếu mà bỏ qua vai trò của thần linh để thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực tâm linh chúng ta cần phải có toàn bộ con người của chúng ta ý thức và tiềm thức phù hợp với mục tiêu của chúng ta trong bất kỳ hoạt động mục tiêu chính nào bạn phải thiết lập luật chơi và cách chơi liên hệ với bản thân cao hơn của bạn cũng vậy do đó hãy tìm kiếm những tác phẩm và giáo viên giúp mở rộng hiểu biết của bạn về vũ trụ về cơ bản là một lĩnh vực của ý thức và tâm trí thứ ba dành thời gian thường xuyên cho bản thân khi bạn có thể hoàn toàn ở một mình tốt hơn là một nơi yên tĩnh chỉ ngồi yên lặng không kỳ vọng không làm gì cả điều này có thể cảm thấy rất khó chịu và kỳ lạ trong thời gian đầu hãy kiên trì bạn cho thời gian và không gian để tiếng nói bên trong tự lắng nghe nó sẽ làm như vậy hoặc trong khoảng thời gian yên tĩnh đó hoặc trong các sự kiện trong ngày một sự kiện đồng bộ sẽ xảy ra ai đó sẽ cho bạn biết chính xác những gì bạn cần nghe bạn sẽ nhận được một cái nhìn sâu sắc bất ngờ tất cả những thiên tài vĩ đại của lịch sử đều đã tìm thấy những khoảng thời gian thường xuyên cô đơn và im lặng cho riêng mình bạn cũng nên như vậy thứ tư thiền định trong thiền định bạn làm việc để kỷ luật tâm trí của bạn và làm im lặng những lời bàn tán bên trong liên tục lấp đầy nó bạn tạo ra một chiếc bình tinh khiết để bản thân cao hơn lớp đầy. Theo dõi hơi thở của bạn là một kỷ luật thiệt định tuyệt vời. Giống như việc tập trung vào một ngọn nến hoặc hình dung một quả cầu ánh sáng vàng trong luân xa đám rối thần kinh mặt trời của bạn giúp bạn nạp đầy năng lượng và chữa bệnh cho toàn bộ cơ thể bạn. Có rất nhiều cách thực hành mà bạn có thể nghiên cứu và sử dụng. Thứ năm, ghi lại cảm xúc, giấc mơ và hiểu biết của bạn mỗi ngày vào nhật ký. Điều này sẽ giúp bạn tiếp xúc gần hơn với chiều sâu trong trực giác bên trong của bạn. Bạn có thể đặt các câu hỏi về bản thân cao hơn của bạn, sau đó ghi lại bất kỳ thông tin chi tiết câu trả lời nào bạn nhận được. Nếu bạn làm điều này thường xuyên với niềm tin bạn sẽ nhận được câu trả lời mà bạn cần. Thứ sáu, đối thoại nội tâm. Tiến hành một cuộc đối thoại nội tâm thường xuyên với bản ngã cao hơn của bạn trong 40 ngày tiếp theo. Hãy quyết định giữ liên lạc suốt cả ngày nói với bản thân cao hơn của bạn. Tôi biết bạn đang ở đó và tôi muốn làm quen và chú ý đến bạn. Xin vui lòng bắt đầu nói chuyện với tôi và hướng dẫn cuộc sống của tôi. Đừng lo lắng nếu cuộc đối thoại này hoàn toàn là một chiều. Hãy nhớ rằng bạn đã không liên lạc trong nhiều thập kỷ, phải mất một lúc để xóa những rào cản. Hãy kiên trì với cuộc đối thoại nội tâm này như thể đang nói chuyện với một người bạn, trò chuyện, đặt câu hỏi, chia sẻ hy vọng của bạn và bắt đầu lắng nghe câu trả lời. Họ sẽ đến. Thứ bảy, bài học cuộc sống hãy nhìn cuộc sống như một trường học bí ẩn hãy tin rằng toàn bộ cuộc sống của bạn các sự kiện tình huống và con người đã được cấu trúc chính xác để dạy bạn chính xác những gì bạn cần biết ngay bây giờ tiếp cận cuộc sống như thể toàn bộ tạo vật đang âm mưu làm điều tốt cho bạn bất cứ khi nào có điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của bạn dù tốt hay xấu hãy tự hỏi mình bài học cho bạn là gì ngay cả khi những người tình huống khó chịu cũng đã được cố tình đặt ở đó như một thử thách để giúp bạn phát triển. Khi bạn bắt đầu xem cuộc sống như một bộ phim truyền hình mà bạn đóng vai chính, vai trò của cái tôi cao hơn sẽ ngày càng trở nên rõ ràng trong cuộc sống của bạn. Ghi lại những phát hiện của bạn vào nhật ký. Thứ 8. Giấc mơ của bạn mong đợi bản thân cao hơn cô bạn nói chuyện với bạn trong những giấc mơ trước khi ngủ hãy thực hiện động tác vươn vai và gặp người để cơ thể được thư giãn hoàn toàn đặt câu hỏi cho bản thân cao hơn cô bạn và mong đợi câu trả lời khi bạn thức dậy hãy nhớ lại bất cứ điều gì bạn có trong giấc mơ của mình và viết nó vào nhật ký nếu bạn không quen với việc ghi nhớ những giấc mơ Việc này sẽ cần thời gian và sự kiên trì. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn, bạn sẽ bắt đầu nhớ lại những giấc mơ của mình và nhận được câu trả lời từ bản thân cao hơn của bạn. Thứ chín, chánh niệm. Tập trung vào việc sống nhiều hơn vào trong hiện tại, vào bây giờ. Khi bạn đang ăn, hãy nhận biết rằng bạn đang ăn. Khi bạn bước đi, hãy biết rằng bạn đang đi khoảnh khắc thực sự duy nhất là bây giờ quá khứ đã biến mất vĩnh viễn và tương lai vẫn chưa có do đó hãy làm việc để giải tỏa tâm trí của bạn về những mối quan tâm ảo tưởng dọn dẹp mớ hỗn độn tinh thần khỏi tâm trí và tạo không gian cho bản ngã cao hơn lấp đầy thứ mười kiên nhẫn hãy nhớ rằng bạn có thể đã dành cả cuộc đời không liên lạc với nguồn Do đó, cần có thời gian để học cách thiết lập lại liên hệ. Bất cứ điều gì đáng làm đều cần có thời gian và luyện tập. Hãy cảnh giác và thực hành các bước này mỗi ngày và bạn sẽ nhận được câu trả lời mà bạn cần. Bản thân cao hơn là bạn, con người thật của bạn. Vì vậy, hãy liên hệ với bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại